chào mừng hơn 900 đại biểu về tham dự hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã khẳng định, sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt là uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Đây là thắng lợi chung của nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, của toàn đảng, toàn quân. Và người Việt Nam hãy ngẩng cao đầu, tự hào về những thắng lợi này, cũng như tự hào về bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam không thua kém ai. Chủ tịch nước cũng nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn coi công tác người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trong một cái chiến lược mới là phải có cái sự kết hợp ở trong và ngoài. Thì một công ty ở trong nước có giỏi đi nữa thì cũng phải dựa vào cái ông tham tán ở cái nước mình sắp xuất xuất khẩu. Thì cái chuyện đó thì đã đành, nhưng mà nếu mà biết đi thêm một nước nữa dựa trên một số những cái anh em Việt kiều ở tại cái nước đó thì tôi nghĩ rằng là tốt hơn, nó có một cái sự hiểu biết. Tại ông thăm tám ông cũng chỉ có ở 3 năm thôi, còn cái anh Việt kiều là ở đó đã 30-40 năm rồi, thì cái thị phần, cái marketing, cái ngõ ngách thì ông thì rất tốt. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại 102 nước và vùng lãnh thổ. Hàng năm có khoảng nửa triệu lượt kiều bào về thăm quê hương, đóng góp chuyên môn, đầu tư kinh doanh, giao lưu văn hóa nghệ thuật, từ thiện và nhân đạo. Kiều bào cũng đầu tư khoảng 3 tỷ đô la Mỹ ở khoảng 3.000 dự án. Riêng về kiều hối, năm ngoái bà con đã gửi về nước khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều cái phương thức hoạt động để mà thực hiện và phát huy cái vai trò của nó. Chúng tôi cũng định kỳ tổ chức cho các cái doanh nghiệp người Việt Nam nước ngoài tiếp xúc và trao đổi với các cơ quan chức năng của thành phố như là Sở Kế hoạch Đầu tư để nắm bắt được những thông tin về cái nhu cầu kêu gọi đầu tư của thành phố, tổ chức cho các doanh nghiệp gặp gỡ các đơn vị, các cơ quan chức năng như là ngành thuế, ngành hải quan để các doanh nghiệp nắm được những cái quy định của luật pháp liên quan đến thuế, đến về xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư, nguyên liệu. Chúng tôi cũng tổ chức cho các doanh nghiệp tiếp xúc với Sở Tư pháp của Thành phố Hồ Chí Minh để nắm được các cái quy định chung về thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh ở trong nước. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Giác Khiêm nhấn mạnh, đất nước Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, đòi hỏi mọi người Việt Nam phải phát huy cao độ mọi tiềm năng, nguồn lực của đất nước, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để cùng nhau xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường. Phó Thủ tướng cũng cho rằng, trở về nước, kiều bào sẽ tận mắt được chứng kiến những đổi thay lớn lao của quê hương, hiểu biết sâu sắc hơn về những thuận lợi và khó khăn của đất nước để củng cố niềm tin vào sự nghiệp xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.